Tại Hà Nội, Học viện Thời trang London đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới, được thành lập từ năm 2004 với 5 chuyên ngành đào tạo. Sau 12 năm thành lập, Học viện Thời trang London đã không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về thời trang cho các bạn trẻ Việt Nam. Điểm khác biệt trong các chương trình đào tạo tại học viện là không chỉ nhấn mạnh về thiết kế mà sinh viên còn được trang bị kiến thức toàn diện về toàn bộ quy trình hoạt động của ngành công nghiệp thiết kế, từ khâu ý tưởng ban đầu đến sản xuất, marketing. Tại Học viện Thiết kế và Thời trang London Hà Nội, môi trường thực tiễn cao cũng góp phần tạo điều kiện cho các bạn học viên tốt nghiệp tự tin khởi nghiệp.